Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ review máy kéo nha các bạn. Đây mình chế nè. Đây motor đây nha. Mình sẽ quay ra bóng sáng cho các bạn xem. Đây là vườn nhà người ta nha các bạn. Nó rất là sáng luôn. Giờ này thì đây các bạn biết giờ ha. Đây là cái motor nè. Đó, bên gần sắn nha. Mình mới làm có một bên nè, bên đây mình chưa làm. Đó. Bẩn này hạ lên hạ xuống nè. Mình sẽ vậy nè. Mình sẽ lấy pin mình test nha. Nó đút vô đây các bạn thấy chưa, nó chạy đó. Giờ mình sẽ test nha các bạn, đợi mình chút. Giờ sẽ test nha. Mình có một tay rồi nha các bạn. Đây. Mình cho các bạn xem hình của mình nè. Đây thì tối quá ta. Đây, mình quay một cái điện thoại nha các bạn. Mình chỉ có một tay thôi. Ok, mình mới kiếm được một góc quay nè. Giờ mình có hai tay nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ test video này, quay full luôn nha các bạn. Nó thì đầu tiên là bẩn mình sẽ hạ xuống được nè. Nó mình hạ tới đây, bẩn này lên được tới đây thôi, hạ tới đây. Nó thì khi mình cổ lúa mình sẽ để về nha. Mình có hơi hạ luôn nó không. Đây mình để cái điện thoại ở trên cái nắp quay này nè, thì cái tay của điện thoại mình sẽ gá ở đây, còn cái mặt trước của điện thoại mình sẽ gá vô cái cây này nha. Cây này cây mũi nhọn nè, sẽ đâm đây chọc cứng vô nó như vậy nè. Cái đầu sau của điện thoại nha, mình sẽ gá ở đây nè, còn cái đầu trước thì nó sẽ giữa cây này nha các bạn. Nó giờ mình sẽ để nè, như vậy mình sẽ gảnh được hai tay nha. Thì giờ mình sẽ test nè. Chiều nè. Xích dây sên luôn các bạn ơi. Tại dây sên mình dùng nó vậy nó mới xích nha các bạn. Nếu mình không chặt dây sên lại thì nó sẽ không xích đâu. Đây nè, dây sên mình nó dùng nè. Bạn xem nó dùng nha. Trong đi tối quá ta. Nè nó dùng nè. Nó dùng lắm các bạn ơi. Nó dây sên rất là dùng. Bên đây mình chưa có làm, mình chạy cũng rất là ok nữa. Mình sẽ hạ bẩn lên nha. Đây nó sẽ hạ lên vậy, mình sẽ làm vậy nha các bạn. Để mình dỡ cho dễ thấy, nó mình bịch lại vậy, chừa cái lỗ cho cái này nha. Thì khi này hạ xuống sẽ gác đây, nó gác vô rồi đó. Còn cái này thì mình bịt lại luôn. Nó mình sẽ bỏ cục pin ở trong đây nè các bạn. Nó nữa mình sẽ bỏ cục pin vậy, rồi mạch điều khiển ở đây. Motor nè, motor này để chạy lên đây nha.
Ở đây có cá mua tươi nha các bạn, mình có cá nè. Mình sẽ để chạy cái này. Đó. Nó sẽ chung một cặp luôn. Mua tươi, hai cái mua tươi này màu rất là giống nhau luôn các bạn ơi. Màu xanh hết luôn nè. Đây. Màu xanh nè. Mua tươi này để chạy bên đây nha. Đó, đi chạy bên đây. Mua tươi đó để chạy bên đó đó các bạn. Đây, chạy bên đây. Mua tươi này chạy bên đây. Còn cục pin thì mình sẽ bỏ ở đây nha. Còn cái mặt điều khiển á thì mình sẽ bỏ như vậy. Đó. Bỏ như vậy, mua tươi ở đây. Đó. Thì hai cái mua tươi mình sẽ bỏ gì? Rồi mặt điều khiển bỏ đó. Pin bỏ ở đây. Đó. Vậy là ok. Vậy là ok nha các bạn. Cho bạn xem lần nữa nè. Nó motor để chạy cái này. Ok, mình sẽ lấy cái linh kiện nha. Sẵn đây mình test luôn nha các bạn. Đây. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.